Luật Mai Sen quy định tất cả các trẻ nam đều được cắt bì và đặt tên vào ngày thứ 8 sau khi chào đời. Và khi được một tháng tuổi, trẻ phải được đưa đến tới đền thờ để làm lễ chuộc lại, sẽ nếm thấy được tình thương của Chúa và sự chữa lành rất kỳ diệu. anh chị em đã ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đủ ngài thanh tẩy theo luật Môi-sen, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Thiên Chúa, như đã chép trong lề luật của Chúa rằng mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh và thuộc về chúa và cũng để dâng lễ vật cho chúa như có nói trong luật là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con và đây ở jerusalem có một người tên là simeon là người công chính ông kính sợ thiên chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của israel thánh thần cũng ở trong ông ông đã được thánh thần trả lời rằng ông sẽ không phải chết trước khi thấy đấng Kitô của Chúa. Được thánh thần thúc giục ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ của trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay của mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, giờ đây Chúa hãy để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an như lời Chúa đã phán, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân đó là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ của người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Ông Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với bà Maria: "Đây trẻ này sẽ được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy." và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối về phần bà. Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, để bà tâm tư nhiều thì tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy cũng có bà tiên tri tên là Anna, con ông Phanuel thuộc chi họ AC, bà đã cao niên. mãn thời trinh nữ bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ thiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilee về thành của mình là Nazareth và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ đầy khôn ngoan và ơn nghĩa của Thiên Chúa ở cùng người. Đó là lời Chúa, lời Chúa tổ, ngài khen Chúa. Kính thưa cha, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Thánh Luca tường thuật. Nhưng nếu mình đọc lại những lời chú giải, mình sẽ hiểu thêm cái việc tiến dân trong đền thờ này không do luật buộc, không thấy ghi, không có bài trường thuật về việc tiến dân ông Doan trên đền thờ. Không có. Nhưng Luca muốn ghi lại sự kiện này là để đặc biệt lưu ý đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu thi hành việc phụng sự Thiên Chúa. Ngay tại Thánh Đô Jerusalem, Điểm này rất quan trọng đối với Thánh Luca là vì Jerusalem sẽ là trung tâm điểm của biến cố phục sinh sau này và là khởi điểm của công cuộc truyền bá một tôn giáo mới đầy nhân ái của Chúa Giêsu. Tôi đọc lại cái bản ghi chú để quý vị thấy. Bài Tin mừng cho thấy Maria và Giuse chu toàn những tập tục theo luật Mai Sen có liên quan đến việc hạ sinh em bé tên là giê Luật Mai Sen quy định tất cả các trẻ nam đều được cắt bì và đặt tên vào ngày thứ 8 sau khi chào đời. Và khi được một tháng tuổi, trẻ phải được đưa đến tới đền thờ để làm lễ chuộc lại các bì hiến dân rồi ba 30 ngày thì chuộc lại và khi chuộc mới dân của lễ thông thường là mấy đồng second năm đồng nhưng nhiều nhà nghèo quá không có thì mua cái rẻ hơn đó mà chuộc lại thì coi như là hình thức chuộc lại từ Thiên Chúa. Nếu sinh con trai thì khi nó được 40 ngày, hoặc nếu con gái thì 80 ngày, người mẹ phải làm lễ thanh tẩy. Và chính bà mẹ phải dâng lễ toàn thiêu bằng một con chiên, người nghèo có thể thay thế bằng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu. Đó là luật ghi trong sách Lê Vy. Cho nên khi hôm nay mình đọc, không phải là Dân như vậy Mình có nghe đó Chim gáy hay chim bồ câu con đó, Là không phải việc hiến dân Nhân danh Chúa Giêsu Mà là lễ thanh tẩy của bà mẹ Maria Nó rõ hơn nha Maria theo luật Mai Sen Phải thanh tẩy Nếu sinh con trai sau 40 ngày Rồi đưa con đến đền thờ Trước là dân cho Chúa Sau là làm lễ cho chính mình Thanh tẩy Như vậy Khi Chúa Giêsu sinh ra được 40 ngày Đức Maria và Dưỡng phụ của Ngài là Du Xe Đem con lên đền thờ Đó, Mình nghe rồi Tôi không lặp lại nữa Rồi cũng hôm nay Theo truyền thống Mấy năm trước thì còn Là thấy nhà thờ để nến để làm phép nến. Rồi nhiều nhà thờ kể cả của giáo sư Úc, trước lễ có nghi thức rước nến. Cái nghi thức này được du nhập vào phụng vụ La Mã từ thời Đức Thánh cha Sergio thứ nhất kèm với cái nghi thức đi rước nến. Vì vậy, lễ dân Chúa Giêsu vào đền thờ hôm nay cũng còn gọi là lễ nến. Vì trước thánh lễ có nghi thức làm phép tất cả những cây nến để sẵn, rồi kiệu nến vào nhà thờ như là đón rước Chúa Giêsu là ánh sáng vĩnh cửu của muôn dân. Mình nghe trong bài tin mừng. Chính cây nến được làm phép và thắp sáng trong ngày lễ này tượng trưng cho ánh sáng và vinh quang của Đức Kitô. Ông Thánh Sopronio, giám mục Jerusalem đã nói đây là ý nghĩa của mầu nhiệm chúng ta cùng tiến bước đèn sáng cầm trong tay để chúng ta hâm hở đi tới và nói lên rằng ánh sáng đã chiếu soi cho chúng ta chúng ta ra đón người người là ánh sáng thật đã đến nhưng ngày hôm nay cái nghi thức này không còn nữa không sao vài năm trước vẫn còn có người để nến để xin làm phép Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi muốn nhấn mạnh trong mầu nhiệm mân côi năm sự vui. Mầu nhiệm thứ tư chỉ nói Đức mẹ Dân Chúa Giêsu vào đền thánh, ta hãy xin cho được được cái gì? À, Vấn lời thì hay quá, có chữ chịu lụy tôi thấy sợ sợ. Cái chữ xưa lắm rồi Chắc cũng nên bỏ đó Theo tối đó Chịu lụy có nghĩa là cam chịu thôi Chứ không có vui lắm à Giống như người ta chọc các sơ Ngày hôm nay khấn cái đức chịu vậy Tức là lỡ khấn thì phải giữ thôi Vâng lời là vâng theo luật thì đúng Mà cũng vâng lời là dân con của mình cho Thiên Chúa Bây giờ tôi mời quý ông bà xem lại một em bé Chiều nay tôi gặp một em bé cũng dễ thương quá sức Là cháu ngoại của anh chị Lê Minh và chị Mỹ đó Theo như bác Nho thì đó là một con nai Con nai có nghĩa là đứa bé có hai dòng máu Thì bác Nho đọc là con nai Tôi, tôi nói về quý ông bà hiểu Nó xinh xắn dễ thương, nó lanh nó đơn sơ và nó tự tin kinh khủng, một bé gái nhỏ xíu. À. Tôi nhìn nó và tôi nhớ tới cái điều tôi sắp nói ở đây. Một đứa bé nó bắt đầu nó ý thức nó là nó khi nào? Giờ mình ôn lại mình cũng không nhớ lúc mình ý thức mình là mình bắt đầu lúc nào. Sinh ra mọi cái đều lệ thuộc vào người khác. Nó cũng không biết cái gì của nó, cái gì của mẹ, cái gì của cha Nó gom hết lại là một Nó chỉ sống theo nhu cầu Lạnh thì la lên Đói thì khóc Khó chịu thì cự nữ Vậy thôi, để báo động cho người ta biết Không hạnh phúc, không thoải mái và nó rất lẫn lộn, nhất là nó ý thức được nó lệ thuộc vào mọi người không có cái gì của riêng nó cho đến khi nó bắt đầu ý thức thì thấy có cái sản xuất do nó nói về quý ông bà hiểu rồi là nước tiểu và phân cho nên đừng lấy làm lạ một vài trẻ sơ sinh chơi với nước tiểu vì của nó cả những đứa chơi với phân nữa là vì đây là món duy nhất của nó nó làm ra còn mọi thứ là phải nhờ vả tội nghiệp chứ ai trong chúng ta cũng đi qua giai đoạn đó đừng có ngồi cười rồi nấu trời, dơ giấy bẩn thiểu không có đâu quý vị nhớ danh họa Picasso khá nổi tiếng cô giáo bắt gặp ông ấy, xin đi tiểu mà không đi vào nhà vệ sinh lại tiểu ra cái sân sân cát đó rồi lấy cái nước đó chẹt chẹt lấy tay chẹt chẹt nó ra rồi lấy ngón tay làm bức tranh để vẽ cô giáo rầy la quá sức cho là chơi bẩn chơi dơ và và cuối đời ông nổi tiếng khắp thế giới vì những bức tranh tù trù tượng của ông có cái bán tới năm chục triệu đô mà mình ngắm thì mình chả thấy không đáng mua nữa thấy gì hết Tại mình không hiểu, không thưởng thức được. Đó tôi trở lại. Bây giờ mình dâng cho Chúa. Trong kinh dân lễ, rất nhiều lần chúng ta nghe, chúng con tiếng dâng lên Chúa, bánh thánh và rượu nho là sản phẩm Chúa ban cho chúng con, cũng không phải của mình. Như vậy thì mình dâng cho Chúa là mình mượn của Chúa mình dâng lại à. hay quá cũng được Chúa chấp nhận Nhưng cái điều tốt nhất Vẫn là mình dân cái của mình Mà dạ thưa quý ông bà Mình có cái gì Đó Tội và tật xấu Rõ ràng đó là sản phẩm của mình Mà mình rất ngại Rất mắc cỡ khi đề cập tới Ai nhớ trong đêm vọng Giáng sinh Tôi chia sẻ bài tôi nói năm nay, hãy dâng cho Chúa cái gì của mình á, cái xấu nhất của mình. Đó. Và Chúa chỉ mong như vậy đó. Còn tất cả mọi cái đều của Chúa ban. Đó mới là tin tưởng. Đó. đó mới nói là đúng rồi, tôi tin rằng đối tượng yêu thương tôi kể cả những cái xấu của tôi. Còn mình thì thường thường lựa cái tốt rồi mình dâng cho Chúa thôi. Mà cái tốt là toàn cái của Chúa ba ngồi. Cứ thử một lần, ngồi thầm thỉ trong phòng, nói với Chúa, vừa mới rồi con vừa phạm một cái lỗi này, này với một người, con dâng cho Chúa. Dám nói, sẽ nếm thấy được tình thương của Chúa và sự chữa lành rất kỳ diệu đừng ngại ngùng chỉ toàn là dân cái tốt cái sang trọng cho chúa chúa thích những cái tầm thường cái của riêng mình và như vậy đừng ngại đó là lòng thương xót thương xót không phải đợi mình tốt rồi mới thương cả những lúc mình đang hoạn nạn xấu xí thương mới gọi là thương xót xin chúa ban cho chúng con hiểu điều này và hôm nay chúng con học nơi gương đức mẹ vâng theo luật luật dạy vâng theo luật cũng có hai cách một cách vì sợ tội một cách vì biết thông qua luật mà mình đến với thánh ý của thiên chúa Cách nào Chúa cũng chấp nhận. Tuy nhiên, cách thứ hai sẽ đẹp hơn, đẹp không phải về phương diện xét đoán bên ngoài, nhưng đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Chúng ta tiếp tục dân thánh lễ, cầu xin Chúa ban cho chúng ta đặc biệt những bậc làm cha mẹ dân con của mình cho Chúa. Đừng có áp đặt Hôm nay Ông Simeon nói rõ ràng Trẻ này sẽ làm cớ cho nhiều người vấp phạm Là vì đi đến đâu Chúa Giêsu không bao giờ áp đặt Ngài chỉ mời một cách tự do Mà vì để tự do Cho nên có người có quyền chống đối Họ không hiểu Không hiểu Không biết Không nhìn được Thánh Ý Thiên Chúa muốn gì Họ chống nên nhiều người vấp phạm điều đó là mình hiểu hình thử mình dâng cho Chúa con cái của mình cả những trái xấu mình thấy cái trái tốt mình dâng cho Chúa hãy bắt trước cái bà kia bà nói với ông cha sở con có hai con trai một thằng nó học giỏi lắm còn thằng em nó học dở quá trời luôn con cũng ước ao dân em cho nó đi tu cho rồi Ở ngoài đời là nó chết chắc Nó khờ khờ nó đi Tôi thấy bà đó hay á. Đừng có chọc bà Nhiều người chọc nó Ô cái của tốt lại giữ lại Của xấu lại để, để đem, đem, đem cho Chúa Tôi thấy bà đó hay nó thật đó Mà bà nói với ông cha xứ vậy đó. Cha nhận cái thằng em đi thằng lớn nó khôn ngoan để nó con cho con nhờ cái ý của bà thì tôi không biết có lợi dụng có này kia không tôi không biết nhưng cái cách bà làm đúng như lời đề nghị của tôi tìm những cái xấu ở dân cho chúa đi không phải mình ích kỷ đâu xin chúa ban cho chúng con niềm tin bởi vì chúa là ánh sáng xin dạy chúng con đi trong ánh sáng không làm bất kỳ cái gì phải tránh mặt người khác nhất là trong cái lời nguyện mỗi lần rửa tội cây nến sáng được cháy sáng ước gì cho người nhận cây nến này hành động như con cái ánh sáng bước đi trong ánh sáng không điều gì phải giấu giếm hết để đến ngày chúa đến em em bé được hân hoan ra đón người cùng với các thánh trên trời lời nguyện đẹp thật cảm ơn cha cảm ơn quý ông bà và anh chị em ngày hôm nay tôi cũng có dân một cái rất xấu cho chúa bởi vì tôi cũng nổi nóng không kềm được với một người ngoài đường chứ không phải trong cộng đoàn tôi cũng dân rồi và tôi thấy khi dân xong tôi thấy tức cười cho chính tôi chúa cho tôi thấy cái hành động đó như một thằng hề vậy người kia nó đâu có sợ lỗi luật anh ta lỗi luật giao thông thật đó nhưng mà tôi bóp kèn rồi nó hơi lố chút rồi giờ tôi nghĩ là tôi thấy trơ trẽn thấy tức cười anh ta không phản kháng vì anh ta biết anh ta có lỗi nhưng mà mình làm hơi lố rồi mình nghĩ lại mình thấy quê sệ mà hễ sệ thì kéo lên thưa quý ông bà chúng ta ai cũng đã trải qua một cái thời mà thùng rác ở Việt Nam đó, nhà mình sợ không muốn cho ai thấy trong đó có gì thùng rác thôi cho nên, nên có làm con gà cũng gói mấy lớp giấy ni lông để không ai thấy lông của nó giấu kín bởi vì chỉ sợ người ta biết tài chánh của mình ghê lắm cho nên có gia đình đó mà đặc biệt là ở cái đất nước tự do này như cách đây hai năm tôi đi ba năm tôi đi tới florida thì có biết một gia đình việt nam chuyên môn làm thịt chó ở đất mỹ tôi vừa mới trở về lại đây thì nghe tin chắc là gia đình đó thôi bị cảnh sát bắt và phải đền tiền và đi tù vì ăn thịt chó ở nước Mỹ ở nước Úc cũng vậy xin đừng chơi dại mà nếu có làm không phải tôi suối khéo khéo đừng để con nít nó biết nó vô trường nó nói là chết chắc thành ra có hai gia đình làm giả cày thôi giả cày thì đâu ai cấm ăn mà cái mùi đó, gia vị giống lắm sáng cái hai ông ra lấy thơ đó ông nhà bên đây nghe mùi nói này này bác nói thật với bác ở đêm qua bác ăn cái gì mà như chó vậy ừ. cái tiếng việt như chó nó khác với giống thịt chó nó khác tức là ăn lén nó ăn như chó vậy ông kia mà tím gan nhưng mà nói ông đỡ ừ thì giả cày thôi Xong rồi đi vô thì cũng ẩm ực lắm Không thể tha được Chiều hôm đó bảo vợ cũng nấu cái món giả cày Đem qua nói này thì, thì thôi bây giờ Chiều rồi thì cũng mời bác Sơi cái món này đi vậy Bác sơi rồi bác cũng thấy Bác sơi như chó vậy đấy <laughs> Là chơi nhau Vậy <laughs> có, còn gì là đối thoại nữa không Tôi không biết Mà một vài vùng ở miền Bắc đọc chữ chó hay ha. Chó Thì chó hay lắm. từ lời yêu Chúa cho con vào đời Chúa con ơi. bàn tay Chúa nhẹ chạm đến lòng con chờ tình giấc mơ đấm bao lệ nhòa vì con đã bỏ quên Chúa mất rồi Chúa ơi Xin tha thứ đời con Nhẹ nhàng con bước đến với Ngài Con mang theo bao ưu phiền lắng lo Chúa ơi Xin cho con ở lại Ở với Chúa trọn cả hôm nay Những phút giây con ngồi bên Chúa nhất cuộc đời dù ngoài kia sóng gió qua mịt mù thì lòng con luôn vẫn bình an hãy để con ở lại nhé Chúa ơi bên bờ vai Giêsu đầy yêu thương kẻ dù con trong giấc mơ nhẹ nhàng thật ấm áp bên vòng tay Chúa